Chương một. Tình cờ gặp nhau Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Ánh nắng xuyên qua kẻ lá, thấp thoáng những bông hoa nhỏ trên cây Dưới nền nhà được lát gạch hoa cao cấp là hình bóng trải dài theo tia mặt trời Hình ảnh người con gái mới lớn thật đẹp biết bao nhiêu Cô gái khoác lên mình chiếc đầm trắng tinh khôi Trễ vai để lộ xương quai xanh thật quyến rũ và khe hở giữa đồi núi ấy thật khiến cho người khác không thể rời mắt, đứng trước thềm nhà, trên mình đeo một túi sách chéo ngang vai nói vọng vào với người quản gia bác lăng ơi cháu đi nhé nói rồi cô gái sẽ bước dài tới chiếc xe đã được đậu sẵn để đón mình chiếc xe bắt đầu lăn bánh trên con đường tấp nập xe cộ và người qua lại cô gái mỉm cười nhẹ nhàng nhìn mọi thứ xung quanh vì đây là lần đầu tiên được đến doanh trại của bố nên cô rất háo hức cũng tại vì rất lâu rồi cô chưa được gặp ông ấy hẳn ông ấy sẽ vui lắm mất khoảng 3 tiếng đồng hồ đi xe cuối cùng cô cũng đến nơi vừa bước xuống xe, thần xui xẻo đã nhập cô ngay tức khắc. Một ổ gà to tướng ngay trước mặt nhưng vì quá nôn nóng cô chẳng để ý gì tới mọi thứ xung quanh mà cứ thế lao đầu về phía trước mà chạy. Kết quả cô đã xém vô ếch nhưng may thay có một bàn tay to lớn đã kịp đỡ vòng eo mảnh khảnh của cô. Trong phút chốc ấy, người đàn ông như ông cô vào lòng, mắt cô dán chặt vào bộ ngực trắng chắc ấy thực hư được mọi việc đang diễn ra. Cô đẩy mạnh người đàn ông và cúi đầu nói lý nhí. Cảm ơn chuồng đàn ông có nói gì, nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng rồi bỏ đi ngay sau đó, cảm giác phía trên mình không có động tĩnh. cô ngẩng mặt lên nhìn thì có thấy ai cả, thầm nghĩ. Người đâu mà chảnh như chó. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.